Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chuyện xưa không cũ. Cảm ơn vì quý vị và các bạn đã luôn lựa chọn kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Quý vị và các bạn thân mến, Trần Khánh Dư được biết đến là một vị tướng lắm tài nhiều tật dưới triều đại nhà Trần. Ông ghi dấu ấn sâu đậm trong cả ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lừng lẫy. Thế nhưng cũng có thời điểm ông bị truất binh quyền từ một vị tướng uy quyền trở thành một ông lão bàn than. Thậm chí, việc ông có thể sống sót để trở về quê cũng là tính toán của nhà vua. Vậy Trần Khánh Dư đã phạm phải tội lớn thế nào mà đến cả vua cũng không thể đường đường chính chính tha tội? Bên cạnh đó, còn rất nhiều câu chuyện lịch sử khác thú vị liên quan đến vị tướng này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, danh tướng Trần Khánh Dư, chưa rõ năm sinh, quê ở Chí Linh, Hải Dương, là con trai của Thượng tướng Trần Phó Duyệt. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất năm 1258, Trần Khánh Dư mới là một tướng quân trẻ dưới trướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ông thường thừa cơ đánh úp giặc Nguyên và giành thắng lợi. Sau đó lại theo lệnh vua đi dẹp loạn người Man ở vùng rừng núi và thắng lợi lớn. Nên Trần Khánh Dư được Thượng Hoàng Trần Thánh Tông khen là người có trí lược và nhận ông làm thiên tử Nghĩa Nam, tức là con nuôi. Ban cho tước hiệu Nhân Huệ Vương và phong làm Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân. Thời gian làm quan trong triều, Trần Khánh Dư đã mắc trọng tội. Và chính tội này đã khiến ông bị truất binh quyền, đuổi về quê và trở thành một người bán than. Người xưa thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Và câu chuyện của Trần Khánh Dư có lẽ là một minh chứng cho câu nói này. Chuyện tình của ông với nàng công chúa xinh đẹp của nhà Trần được xem là một trong những mối tình buồn nhất của sử Việt. Thời đó, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư thường xuyên được phép ra vào cung cấm. Vậy nên, công chúa Thiên Thụy và ông cũng có không ít dịp gặp mặt nhau. Công chúa cảm mến sự kiêu dũng của vị tướng trẻ, Trần Khánh Dư cũng có ý với bà. Và chẳng bao lâu, hai người yêu nhau say đắm. Tuy nhiên, chớ trêu thay, Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, tức là con trai của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cũng đem lòng say mê công chúa Thiên Thụy. Thế nên, Trần Quốc Tuấn mới xin cưới Thiên Thụy cho con trai. Trần Thánh Tông không thể từ chối Hưng Đạo Vương nên đành hứa gả con gái. Lệnh cha khó trái, công chúa Thiên Thụy đành bước lên kiệu hoa về với Hưng Vũ Vương. Thế nhưng, vì tình yêu quá mãnh liệt, cả công chúa lẫn Trần Khánh Dư đều không thể dứt tình. Hai người vẫn lén lút gặp nhau và không may việc này đã bị phát giác. Sự kiện này gây chấn động hoàng cung. Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn tỏ rõ nỗi hậm hực. Vua Trần Thánh Tông rơi vào tình thế khó xử. Nếu không xử nặng Trần Khánh Dư thì luật pháp không nghiêm gây ra nỗi hận thù cho Trần Quốc Nghiễn, khó cho Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn một câu trả lời. Nhưng vua Trần Thánh Tông lại cũng không thể giết người con nuôi vừa có tài vừa có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Cuối cùng, vua đã dùng cực hình phạt Khánh Dư 100 trượng đánh tại Hồ Tây. Theo luật bấy giờ, đánh 100 roi không chết là thiên mệnh cho sống. Vì vậy, vua Trần Thánh Tông đã ngầm ra lệnh cho quân sai nhà đánh trúc gậy xuống khiến Khánh Dư đau nhưng không chết. Như vậy, mọi người đều công nhận ông sống là do thiên mệnh soi sáng. Cách của vua coi như thành công và hợp lòng người. Mặc dù không chết, nhưng Trần Khánh Dư vẫn bị tịch thu hết tài sản và phế truất binh quyền. Trần Khánh Dư rời triều về lại quê cũ Chí Linh, làm nghề đốt than, chở thuyền trên sông, buôn bán kiếm sống thảnh thơi qua ngày. Năm 1282, quân Nguyên Mông lại chuẩn bị tiến đánh Đại Việt lần thứ hai. Vua quan nhà Trần kéo về Bình Than mở hội nghị bàn cách chống giặc. Lúc thuyền vua đỗ ở bến Bình Than thì bắt gặp một thuyền lớn chở than củi, người lái thuyền đội nón lá, mặc áo ngắn. Vua đoán là Khánh Dư, sai người chèo thuyền đuổi theo. Đến cửa đại than thì gặp được, quan hiệu triệu ông lão về gặp vua. Ông lão đứng lên khẳng khái trả lời. Lão là người buôn bán than, chả có việc gì mà phải tới gặp vua cả. Quân hiệu trở về tâu, vua Trần Nhân Tông, tức là con của Trần Thánh Tông, chắc chắn đó là Nhân Huệ Vương. Vua liền sai tiếp đội thị vệ lấy thuyền lớn chèo nhanh theo để mời về gặp cho bằng được. Quả nhiên, vua Trần Nhân Tông đã nhìn ra đúng người. Ông lão chèo thuyền chở than ấy chính là tướng quân Trần Khánh Dư lừng lẫy trước đây. Vừa gặp Trần Khánh Dư, vua Trần Nhân Tông đã nói, Nam Nhi mà đến thế cũng là cực lắm rồi.
Sau đó, vua xuống chiếu tha tội cho ông, ban áo ngự cho ngồi ở hàng dưới các vương, hàng trên công hầu. Trần Khánh Dư bàn việc nước, nhiều điều hợp ý vua. Trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3, khi thủy quân Nguyên đánh vào Vân Đồn, Hưng Đạo Vương đã giao hết công việc biên thủy cho phó tướng Vân Đồn là Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Lúc này, Trần Quốc Tuấn đã gạt bỏ thù riêng để trọng dụng Trần Khánh Dư. Trong trận đó, Trần Khánh Dư để thất thủ. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông hay tin liền sai trung sứ tới xiển ông giải về kinh. Khánh Dư nói với trung sứ, lấy quân pháp mà xử, tôi cam chịu tội. Nhưng xin khất vài ba ngày để tôi lập công rồi về chịu tội búa rìu cũng chưa muộn. Khánh Dư biết thủy quân của giặc đã qua, thuyền vận tải lương thực chắc chắn theo sau, nên thu thập tàn quân đợi chúng. Khi thuyền vận tải lương thực đến, ông đánh bại, bắt được nhiều quân lương, khí giới, tù binh của giặc. Cho rằng chỗ trông cậy của quân Nguyên là lương thảo và khí giới, nay bị quân Đại Việt bắt. Vua tha tội cũ cho Trần Khánh Dư, đồng thời thả tù binh về doanh trại quân Nguyên Mông để báo tin. Điều này buộc quân giặc phải rút lui. Ngoài tài dùng binh, Trần Khánh Dư còn uyên thâm văn sử. Ông viết bài tựa cho quyển sách nghệ thuật quân sự Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Đoạn mở đầu ông viết, người giỏi cầm quân thì không bày trận, người giỏi bày trận thì không phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết. Tài năng của Trần Khánh Dư là điều không thể phủ nhận, nhưng cái tật của ông cũng là điều khó chối bỏ. Trong thời gian trấn thủ ở Vân Đồn, ông đã lợi dụng chức quyền của mình để buôn bán. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, người dân ở Vân Đồn lấy buôn bán làm kế sinh nhai. Mọi thứ ăn uống, may mặc dựa vào cách buôn phương Bắc, quần áo đồ dùng đều theo tục của người phương Bắc. Khánh Dư duyệt quân trang thấy vậy liền ra lệnh. Quân trấn giữ Vân Đồn để ngăn phòng giặc Hồ, không thể đội nón của phương Bắc, sợ khi vội vàng khó lòng phân biệt, phải đội nón Ma Lôi, tên một hương ở Hồng Lộ chuyên làm nghề nón, ai trái tất phải phạt. Thực tế trước đó, Trần Khánh Dư đã ngầm sai người nhà mua nón Ma Lôi, thuyền chở nón đã đậu ở bến trong cảng. Lệnh vừa ban ra, ông lại ngầm sai người phao tin, hôm qua thấy trước vùng biển có thuyền chở nón Ma Lôi đến đậu. Nhận được tin, người dân tranh nhau mua nón. Ban đầu mua không tới một tiền, sau một chiếc nón đổi một tấm vải, số vải thu được tới hàng nghìn tấm. Thơ của một người khách phương Bắc có câu, Vân Đồn gà chó hết thảy đều kinh sợ, là mượn ý sợ uy danh của Khánh Dư, thực ra là châm biếm ông. Vua cho Khánh Dư là tướng tài, lập được nhiều công lao nên đã không hỏi tới việc này. Trần Khánh Dư mất năm 1340, ngày nay ở Bến Đình thuộc xã Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh, người dân vẫn tổ chức lễ hội Quan Lạn nhằm kỷ niệm chiến thắng Vân Đồn của Trần Khánh Dư. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên like, share video và dành tặng kênh một lượt đăng ký. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.